úp vội, một góc phải úp vội chứ bạn. Úp vội mới kiếm được chuột chứ. Bạn tính chết sáu kiếm chuột à? Phải kiếm độc chứ. Vô lý thật. No one underestimate Nico. Ừ, ban đầu tôi tưởng vậy thôi, bắt đầu tôi lượm hai vọng âm này. Tôi còn mẹ nghĩ trong đầu thôi, mẹ giờ đội hình mạnh quá rồi, phải bán máu đi. Lượm cây gậy cái đã, bán máu lượm cây gậy cái đã, để làm gì làm, bán máu cứ bán máu lượm cây gậy đi. Chứ thôi mạnh quá. Mạnh quá, mẹ hai vọng âm mạnh quá lại. Đéo nhận được vọng âm là chết. Mình còn cần nhiều gậy để ghép thư nữa tí cho xinh. Tôi nghĩ xong từ lúc mẹ nhận được hai vọng âm tôi nghĩ là tôi đấm chết mẹ trong nó rồi. Tí mà vẫn thua sắp mặt lìn, đéo hiểu. Ừ, cốc màu ba. Full 2 còn đồ đẹp, đéo hiểu sao thua. Một cái game vô lý thực sự, mà nhân phẩm chứ nó kinh vậy luôn hả trời. Game nhân phẩm. Vengeance bears the sweetest fruit. Game nhân phẩm vô lý à. Thật mà. Cái bình thường như vậy là thắng nhiều lắm luôn đấy. Bình thường mà nếu mình mà như vậy là mình thắng hơi bị nhiều á. Sợ quá, sợ quá. Anh thử up cấp sớm á. Rồi, anh chơi up cấp hoài vậy em. Rồi, cái ghost đây, ván này ngon rồi. Ván này ngon lành. Đi nhặt nước mắm, nước mủng là ok rồi. Nhặt nước mắm, nước mủng. Thế là ok la. Rất tinh thần này. Rất tinh thần với lại này. À, cái gì pháp sư này thêm mẹ khăn khăn khủng nữa là có một cái mao phai thế con mẹ nó dái rồi. I cannot turn back. Đúng rồi, không phải do mình yếu đâu, chúng nó mạnh quá thì chịu thôi. Đánh đếu gì mới xong sói hết mẹ, nhà nhà Brain 2 rồi, mẹ nhà nhà Manfai 2 rồi, Amumu rồi, Nami các kiểu, má nó đầy map luôn. Nhà đéo nào cũng cầm một con Yorick 2 hết, sợ thật đấy. Mới xong sói rồi đấy mà tôi mẹ tôi còn có tí máu à. Mới xong sói mà còn có xíu máu à. Kinh vãi. Mình đã nói mình không chơi sáu rừng, các bạn nào thích chơi mở máy lên chơi ok. Nói bao nhiêu lần này? Nói bao nhiêu lần rồi. Ông nào thích chơi cái đội đấy mở máy lên chơi, tôi không chơi. Nhân phẩm của mình tù lắm, tù nhất thiên hạ, đéo bây giờ có cái vụ sáu rừng đâu. Có là cũng chẳng có đồ ngon đâu mà chơi. Hai mèo thần này nó phun hai sớm thế. À, ba rừng của mình có một cái hai mà đè, nó đè đầu nó đập chết ngáp luôn. Đầu game ba rừng ngon mà kinh quá. Rồi má hai tên này. Mà hay ha, nó ghép cho mình gặp toàn mấy thằng mạnh mạnh lúc đầu không à. Máu tụt kinh vãi. Lúc nào vậy? Tôi nghĩ mẹ thấy ba rừng đi rồi giữ được máu chứ. Sao mà mất máu kinh vậy? Kinh rẹt luôn. I am the stone beneath your feet. Vứt nước này vô đi. Rồi tí lấy pháp sư ghép vứt nước cho nước luôn. Let me help you grow. Ghép pháp sư vứt cho cái đấy luôn. Một, hai, ba. Không đủ. Đó, coi kìa. Kể cả cái thằng mẹ nó đang nằm ở dưới này mà nó còn mặn vãi cái cứt đây này.
Vậy mà vẫn nằm đang dưới đáy. Đang giết một con đi nào. Trời ơi. Ông nội đi gọi má, không giết được một con luôn. À, 75 máu. Ba đồng. Sợ quá mọi người ơi. Ô, trời ơi. Sao nó lại không cho mình gặp những cái thằng như này nhỉ? Sếp cái đéo gì vậy? Những cái thằng như này tôi cũng ăn được nữa. Đéo hiểu sếp team kiểu gì cho gặp toàn thằng quái vật. Mỡ. Sếp team kinh vãi đái Riot. Ngồi đá stream gì mình. Kinh vãi cái đái. Sếp team hay thật đấy. Rồi này là ngon rồi. Này là ngon rồi bạn, muốn gì nữa? Đồ này là ngon lắm rồi, muốn cái gì nữa bạn? Chắc phải kiếm Sojin cho con này luôn cho nó đẹp quá. Đừng ghét sát sinh thần, kiếm thêm nước mắt cho nó Sojin luôn. Đầu game nó mặn lắm. Giờ đang kiếm con Lim Lăng này. Được ba pháp sư ấy. Lim Lăng vừa la. Nó ấp chết lên thì đéo cơ hội cũng vừa la luôn. À, xương xương giờ chưa gì. Đồ không ngon của pháp sư mắt đồ này mà không ngon. Chán nổi. Đồ này mà không ngon pháp sư thì cái gì ngon? Cái nào đồ này mà không ngon? Chơi. Đồ này không ngon thì cái gì mới ngon bạn? Mình hỏi các bạn là đồ này không ngon thì cái gì mới ngon? Để kiếm cái gậy là ổn rồi. Cái gậy với cái đai máu là xong rồi đấy. Mẹ Sojin quý thư này. Đồ này không ngon cái gì ngon trời? Đéo giết nó một con luôn. Rồi má 61 máu. Bố mày quỳ. Sếp team hay lắm. Mẹ Ziot. Sếp team cực kỳ hay. Let them try to stop me. Sẽ tìm hay thật. Ừ đúng rồi. Lúc yếu thì nó không cho gặp đâu. Bắt đầu nó úp đội hình lên, nó giữ máu, nó mạnh vãi cái lìn ra thì cho gặp. Hay thật đấy. Khăn này. Ghép luôn khăn thôi. Sắm gì. Đó gậy nè. Đó không hợp đi. Khăn gậy này. Nước mắt rất là đẹp. Giờ ra cái nước mắt rất là đẹp. Sojin. Khăn. Quỷ thư nữa là đẹp. Má rô vài cái. Đây con này rồi được rồi. Rồi một cây ba. Ra này, Thalia này. Rồi ngon. Bố mày giữ máu luôn thôi chứ. Vứt con này ra được 3 rừng mà nó phân thân con Lip Lang cũng không như không. Thà tôi xài hai cái bao cai đúng không? Giữ máu đi. Có đủ pháp sư rồi. Ôi đồ má tí nữa quăng cái Nico vô đấy.
Đấy. Giờ ông làm cái phong hợp lý đi. Thôi từ từ để Kiana đi. Mình có 4 nước chưa ta? Có rồi nè. Bán bớt Mokka đi kiếm tiền nè. Để Lip Lang lại nè. Bờ dê này cho nó cái gậy trước đi. Cho lên đây đứng. Ai. 4 pháp sư rồi. 6 pháp sư. Nhưng mà 6 pháp sư giấy quá. Từ từ. Lượm Sojin trước mọi người ạ. Quỷ thư lượm sau. Thôi, rất thiên thần đứng cho Brain. Cho Brain khăn, cho Manfai rất thiên thần hay hơn. Từ cái. Để mua con này. Time to make an appearance. Từ vất stress vô này. 4 nước cái. Nước xương bởi lên nó chọn. Mình sắp đổi 6 pháp sư vô rồi. Xong tên này mình đổi 6 pháp sư vô rồi. I release them from their pain. Yếu gì em? Yếu bíp. Mặn vãi cứt yếu. Ui, Brain. Brain 2. Brain 2 cầm rít phép. Á, à, đủ. Nước mắt. Ok, không cần thiệt đâu. Má, lượng được có Brain 2 rít phép. Chọn tét mồm. Lại sẽ chọn tét mồm là thôi. Kệ nó, cho Kiana Sojin nhé. Kiana Sojin ngon hơn hay Brain Sojin đi. Brain đi ha. Thôi mình đang chẳng tiền mà ném Sojin vô luôn rồi bán. Brain Sojin. Con Kiana phải giữ. Đấy, nào tỷ. Đấy, Manfai. Ông nào lại bảo không đúng. Không đúng bài đi. Ông này là kêu không đúng bài đi. Ông nào lại kêu không đúng bài thế đi. Giờ đúng chưa? Ba nước. Nhầm. Ấp chết chứ nhầm. Đây, là pháp sư. Salia lên đây. Thời điểm này là thời điểm auto up chết. Chỉ up chết. Vứt con này ra. Để 6 pháp sư gái. Độc rồi.
6 pháp sư mạnh hơn 4 nữa. Quên đi bạn. Bạn không có 4 nữa, còn Brain chọn được cái cục cướp. Bạn không có 4 nữa, còn Brain chọn được cướp nha. Con Brain đấy, 4 giây là nó đầy mana nó cho. Rồi Brain 2 rồi, ăn liền đi. Rồi cái gì vậy? Brain 2 này này. Brain 2 rồi, từ từ. Nón luôn. Quỷ thư tí kiếm cho con ấy rồi. Nón luôn. Đây Brain 2. Giờ cứu mau phai thôi. Mau phai nữa là xong. Mà nó rơi cái thìa ra tí nữa tôi đang mẹ nhăn mặt, nhăn mày, nhăn mũi. Nói chung là mặt mũi của ta đang nhăn nhó, tôi đang nhăn nhó. Ai ngờ mà nó rớt cái con Brain ra ngon thế. Ui ông này cũng Brain 2 rồi này. Yếu đâu. À, Brain 2 mua luôn rồi này. Đấy là mình rớt con Brain ra đấy. Không mà mình được cái mình ông nội người ta là mình chết 8. Thôi bỏ con Nexus đi không cần. Nó bóng tối thì tôi mới đổi được. Bỏ con Nexus đi. Tham gì. Liệp Lang không cần bắt, tí Liệp Lang thay bằng Venga. Con Venga nó ngon ở một chỗ ấy, là tí chẳng hạn như mấy thằng này này. Nó thả mấy con gấu ra ấy. Hoặc là những cái thằng như xài cùng chiến hay là sinh ấy. Thì con Venga nó chọi được. Còn con Liệp Lang không gây đam cho con Olaf và con sinh được. Và không gây đam cho những cái con cầm khăn cũng không gây đam được luôn. Đây nè, tầm này nè, nó Lucy 2, Yorick 2 nè. Mình nói là bây giờ chơi game mà không có nhân phẩm một tí là chết ngay. Chết ngay lập tức. Bạn nhìn thấy không? Bọn nó cũng chết 7-30 tiền là Lucy 2, Yorick 2. Không phải riêng mình bạn nhân phẩm đâu. Nhân phẩm chúng nó kinh lắm. Nhân phẩm của bạn là bình thường à, tầm này 4 tiền level 2 full map luôn ấy. Ván này mà không có nhân phẩm một tí là lủng ngay lập tức. Lủng nặng luôn ấy. Má lắm thế. Em mua bắp. Bắp luôn. Cần có Manfire 2 cái nữa. Em mua để tiếp 9 cho ra. Cho em mua ra. Ừ, có Manfire là Nico 2 rồi lên 9. Mà không có. Không có phải chịu thôi. Không có thì phải đợi thôi. À, đánh với chúng nó cũng toàn xem thua không phải xuống sướng rồi. That cleanses the world. Bắt chứ, Brain bắt chứ, sao không bắt? Đi mợ tôi lượm được con Amumu này, quất luôn Amumu hay bỏ Manfire ra ngoài luôn thì giỡn. Giỡn hoài. Ôi đúng mất cho tôi lượm thật à? Đùa. Mấy ông đang trêu. Nani nó cho một lượm thật kìa. Bỏ luôn mắt phải ra ngoài giờ đấy. Đừng có chọc. Amumu cầm hai cái giáp. Thôi từ từ đi, để đi. Để nguyên đi. Mắt phải 2 đã. Rồi Echo 9 vứt Amumu ra. Đùa chứ. Con mắt phải không bỏ được. Con Amumu cầm cái nón pháp sư bị lỗi. Không xài được. Rồi Echo 9 thôi. Lên 9 vứt Amumu ra. Amumu cầm cái này này. Ngon.
Sợ thôi, hù mà. Phải chơi bài hù man phai nó mới chịu ra. Bị thư đâu á? Trời ơi, tự tử. Má con chuột nó bắn kìa. Chết luôn con Bray, thôi thua rồi. À, thắng à. Có lên, hay quá. More. I can be so much more. I will shatter them. Nhấp rên đi. Tôi suy nghĩ lại rồi, level 9 bố mày xài con Taric. Lên xài Taric vui hơn. Con Manfa nó cầm cái đồ này nó mới chống được mấy con chuột, hiểu không? Đấy, không có đợi được. Con Manfa cầm cái này là kháng chí mang. Đấm được mấy cái thằng cũ lên đấy. Đấm được mấy thằng cũ lên xài chuột. Chứ Manfa mà không cầm đồ này là chết. Để Manfa cầm cái này kháng mấy thằng chuột. Mấy thằng chuột nó xài vô cực bắn Manfa đấy mất máu đâu. Này, mấy thằng cũ lên đây này. Bắn Manfa đấy mất máu đâu. Kháng chí mạng rồi thằng này nữa. Đấy, hai vô cực này toàn vô cực thôi. Để mình phải gặp này đi. Rồi là đúng với nước mắt. Cho ai nước mắt vậy ta? Thôi để dành tí nước mắt cho Taric. Cho Taric nó bút nhanh. Để dành nước mắt cho Taric. Cho luôn con Liên Lan này. Không, đồ 1, 2, 3, 4, 5, 5 rưỡi. Vậy thôi chứ sao giờ. Đó, mấy ông Olaf này nè. What the fuck, Olaf pháp sư. Mấy ông Olaf này sẽ bữa không được. Không được có man phai. Rồi cái con xe của Bray của mình không ăn hiệu ứng nữa. Ở đây mình chọn test đầu nó rồi. À nãy giờ thằng thiếu một đồng sẽ lại bán này. Bán con Brain đi thiết tiền ra thôi. Để dành đi. Mà ăn thì nhiều thế. 52 tiền. Thôi từ từ thôi. Nha. Con chuột là điên quá. Ôi con chuột này bốn biển này. Hai xạ thủ bốn biển. Ông này ông chơi bốn biển, ông không sợ mấy. Ông không sợ mấy nhà ánh sáng hả trời. Ông này gặp ánh sáng nó bắn cho toang mồm. Gặp độc này, gặp thằng này nó bắn cho toang đít. Gì đấy tính âm mưu lật mẹ âm lúc âm mưu tạo phản hả? Không được âm mưu tạo phản, không được đủ năm nước sáu pháp sư hai hậu vệ. À đù, ông này có hai cái nón pháp sư, hèn gì ông nhìn ông khỏe khỏe thế. Hai mưu ngon lành này này, thấy không? Mình nói mà nhân phẩm toàn quái vật thôi mọi người ạ, toàn quái vật thôi chứ nhân phẩm bạn chỉ cần kém một tí thôi là mẹ nằm sấp mặt. Nhân phẩm của bạn chỉ cần hơi kém một tí thôi là chết ngay.
hết hay không hết thì cái con đấy của bạn cũng chết thôi. Bởi cái... chết này. Sóng nước làm gì? Không cần sóng nước. Ui, dư à? À mình cũng đâu có cần đâu. Trời ơi má nó ngon, trời ơi ta rít nó hai gan. Mình thấy cái team băng này cũng không ảnh hưởng tới mấy cái dàn xạ thủ chứ lắm. Okay. Team băng mình thấy đéo ảnh hưởng tới mấy thằng xạ thủ. Nói mà, nhà này gặp ánh sáng là toan. Mình thì bây giờ mình đang sợ ánh sáng dần đi là vừa. Có lẽ nào mua mua thì cứ bỏ lại ra. Cứ ra rồi lại bỏ. Lắc lửa, hợp lý. Bringing the heat. Taric 1 chưa làm ăn được gì đâu. Nên thôi, xài lắc lửa đi. Time to make an appearance. Con Amumu lên này ám thế nhờ. Ám nó lên. Amumu không ảnh hưởng tới thằng này luôn á. Sao Amumu không ảnh hưởng tới thằng này? Ôi cho tôi cái này đi có phải ngon không? Cho tôi cái này thì bắt Amumu cho được. Leave no stone unturned. Mình phải bỏ lắc lửa vào. Các bạn biết vì sao chứ? Play with fire, get burned. Biết sao không? Thằng này nó là nó, mấy cái thằng này nó có ngọc này. Bạn không bỏ lắc lửa vào bạn đâu có đốt được nó đâu. Phải có ngọc. Nó có ngọc không làm gì được nó hết á. Chết mẹ đổi nhầm tôi tưởng nó sẽ quá vị trí. À ta đi khai gánh quá. Ủa má rằng đùm giáp máu kìa. Coi nó đang đâm đồ kìa anh em. Đang đâm đồ ông nội người ta không? Đang đâm đồ. Mà ông thần, mấy ông thần thì đang rôn ghê thật chứ. Các bạn phải công nhận rôn ghê không? Bà nội nha nó. Nó chết 8 nó rôn. Mình rôn đến chết 9 lòi cứt nãy giờ đéo thấy có ta rít đâu. Thật.
Nó logic đéo thích Tarik đâu luôn đấy. Con thằng này nó làm phát Tarik 2 được hay thật. Tài. Cũng tài thực sự đấy. Ừ, Manfire được búp đất. Sao? Sao? Manfire được búp đất rồi nè. Rồi sao? Mày Manfire được búp đất rồi đấy. Lấy lửa đốt nó chứ. Đi nào. Búp. Còn ông này. Time to make an appearance. Còn bên Ga vô hay hơn. Trời ơi mấy ông ơi thiệt chết mẹ. Giờ mẹ học lẽ giải thích cho mấy cái thằng này. Tôi lại chửi mấy ông ngu như chó đấy mẹ. Thì mấy ông lại mẹ tủi thân. Thật đấy. Học lẽ giờ chửi mấy ông ngu như chó. Mấy ông lại tủi thân. Mẹ người ta chết 9 với chết 8. Người ta roll relax thì sao. Ông lại chết 9 thì đồng roll. Chết 9 với chết 8 nó khác nhau lắm chứ bạn. Thiệt chứ nói chuyện. Mấy thanh niên nói chuyện chết 9 đi so với chết 8. Ông nhìn tỷ lệ chết 9 nè, chết 8 được có 8%, bây giờ 15% với 30% có roll ra thì sao? Ủa nó khó lắm hả? Á thua thằng này rồi, đi lượm cái quỷ thư á. Đi lượm cái gì đốt máu chưa lại thằng này. Mấy thanh niên so sánh, đần vãi. Nói chuyện ngu người. Đéo quỷ thư luôn, lấy rít phép cho lắc đi. Bốn hộ vệ không ta? Đéo lấy rít phép đâu. Hồi máu cũng vậy. Đúng rồi, nói dân trí thấp thì lại tự án. Nói dân trí thấp thì mát con mợ nó tự án. Để con lắc gần con này đi. Cho nó nhận đam. Hổ vệ nhân ôm đam. Ừ, bước cho Manfire là hay rồi. Đừng có cầm lặng Manfire nha. Đúng mẹ. Đấy, theo. Đúng rồi, nó đang bắn kìa. Nó đang bắn kìa bạn ơi. Rồi, để Manfire lên tông chích mẹ nó đi bạn ơi. Đúng rồi. Má, nó lẻ nhiều quá, không làm gì được. Cay vãi. Lắc pháp sư cái gì vậy? Roll Tarik 2 thì may ra mình win ván này. Còn không thì lủng vậy thôi. Đánh không có quỷ thư mà giờ này. Chết 9 rồi cái 60 tiền. Thằng này nó 6 ánh sáng 4 bí ẩn rồi. Không có quỷ thư nữa sao lại. Ừ giết Lucian chết đi. Lucian chết hay quá. Có thể nha. Có thể không em ơi. Cố lên. Má đệ nó nhiều quá. Nói. Yes. Giết được con Lucian, ngon.